cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube Báo Điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong cuộc họp với các lãnh đạo quân đội, đầu tháng này, các cánh quân của Nga tiếp tục đột phá mạng lưới cứ điểm kiên cố của đối phương trên toàn tiền tuyến. Nhiều đơn vị Ukraine cố gắng bám trụ các phòng tuyến đơn lẻ nhưng phải bỏ vị trí và rút lui dưới sức ép của lực lượng Nga Ông Shoigu nói rằng các đơn vị Nga đã kiểm soát làng Novo Bakhmutovka, Semenovka và Bedichi, các vị trí quan trọng với phòng tuyến Ukraine ở tỉnh Donetsk trong vòng hai tuần qua. Ông nói, kể từ đầu năm nay, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát thêm 547 km vuông lãnh thổ tại các tỉnh mới sắp nhập. Con số này tăng thêm 145 km vuông so với thống kê được Bộ trưởng Shoigu công bố cách đây một tháng. Mới đây, kênh RIPA đưa tin giữa lúc các mặt trận khác như Adipka, Chasupja đang diễn ra nóng bỏng, thì lực lượng Moscow bất ngờ đẩy mạnh tấn công theo hướng Kupiansk, Svatov, nơi họ nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn các làng Kislivka và Kotliarivka. Kênh và Military Summary cho biết thêm, theo hướng Kupiansk, các đơn vị Nga củng cố vững chắc vị thế của mình sau khi chiếm được làng Kislivka. Các trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt sau khi hoàn thành việc dọn sạch Kislivka và Kotliarivka. Lực lượng Moscow tiếp tục tiến về hướng khu định cư Ivanovka ở phía bắc của những ngôi làng này. Chắc chắn trong những ngày tới, mặt trận Kupiansk sẽ nóng bỏng hơn. Trước đó, theo hãng tin Reuters, trung tướng Alexander Pavlyuk, tư lệnh các lực lượng mặt đất của quân đội Ukraine, khẳng định trên truyền hình nước này rằng Nga đang chuẩn bị 100.000 binh sĩ cho các kế hoạch sắp tới. Ông Pavlyuk khẳng định số binh sĩ này không nhất thiết để phục vụ một cuộc tiến công. Có thể họ sẽ bổ sung cho số binh sĩ mất khả năng chiến đấu. Cũng có thể một số lực lượng của Nga sẽ tiến hành chiến dịch tấn công vào đầu mùa hè. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov thừa nhận cuộc xung đột tại Ukraine về bản chất đã trở thành chiến tranh do sự can thiệp của phương Tây. Đây là động thái cho thấy sự thay đổi quan điểm của Moscow vốn chỉ xem những gì diễn ra tại Ukraine là kế hoạch quân sự trong hơn 2 năm qua. Hãng tin Reuters nhận định, sự thay đổi này cũng nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân Nga về một giai đoạn mới của cuộc chiến. Trong khi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Havriliuk gần đây thừa nhận trên truyền hình rằng Nga đang có kho đạn lớn gấp 7 lần Ukraine. Tuy nhiên, ông Havriliuk vẫn tràn trề hy vọng sự hỗ trợ của phương Tây sẽ đến kịp lúc. Ông tuyên bố, tôi nghĩ là trong những ngày tới, sự khác biệt này sẽ bị giảm đáng kể, sẽ không còn tỷ lệ tranh lệch quá lớn nhưng về phía Liên bang Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đội xe tăng từ một nhóm bao phủ biên giới quốc gia đã phá hủy các thành trì của lực lượng Ukraine ở khu vực giáp danh với vùng Belgorod trên lãnh thổ Ukraine. Cuộc tấn công được thực hiện bởi tổ lái xe tăng T-80BV. Vị trí của các chiến binh lực lượng vũ trang Ukraine đã được tiết lộ nhờ trinh sát bằng máy bay không người lái. Sau khi nghiên cứu khu vực, các trinh sát phát hiện ra rằng không có dân thường nào ở đó, chỉ có các chiến binh của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng cho biết rõ, phải mất nhiều phát súng mới bắn trúng mục tiêu khi được điều chỉnh bởi lực lượng trinh sát sử dụng máy bay không người lái, các thành trì cùng với lực lượng vũ trang Ukraina đã bị phá hủy. Lực lượng vũ trang Ukraina thực hiện các nỗ lực hàng ngày để tấn công các mục tiêu ở biên giới và khu vực miền trung nước Nga. Đặc biệt vừa qua, máy bay không người lái của Ukraina gần làng Berezovka thuộc quận Borisov của vùng Belgorod đã tấn công hai chiếc Gazelles đang chở nhân viên của doanh nghiệp Ago Belogorie đi làm và một chiếc xe khách, kết quả là 7 người thiệt mạng. Được biết, Bengorod là khu vực có nhiều rừng, đất nông nghiệp và đồi núi, có đường biên giới dài 540 km dọc theo dìa phía đông bắc Ukraine. Bengorod có diện tích hơn 27.000 km vuông và dân số khoảng 1,5 triệu người. Khu vực này chiếm khoảng 40% quạng sắt và các khoáng sản khác của Nga đồng thời là nơi có một số công ty công nghiệp và trang trại lớn. Thủ phủ của tỉnh Belgorod là thành phố Belgorod, có dân số khoảng 340.000 người, chỉ cách biên giới 40 km về phía đông. Vị trí này khiến nơi đây trở thành mục tiêu dễ dàng của pháo binh Ukraine. Belgorod là nơi chuẩn bị cho kế hoạch quân sự của Nga vào tháng 2 năm 2022. Khu vực này thường xuyên bị Ukraine tấn công từ khi lực lượng Nga rút lui khỏi vùng đông bắc Ukraine ngay từ đầu xung đột. Hiện tại, Belgorod giống như đô thị ma, các tòa nhà bị hư hại mặt đường lỗ chỗ hố đạn sau các vụ tập kích bằng tên lửa đạn pháo từ bên kia biên giới mũi tên chỉ dẫn về hầm trú ẩn và kho vật tư gần nhất được vẽ ở mặt tiền các tòa nhà sự im lặng kỳ lạ của thành phố thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi những tiếng còi cảnh báo tập kích như lời nhắc nhở rằng xung đột ở nước láng giềng đã đến rất gần với nước nga thời gian gần đây ben trở thành mục tiêu pháo kích và tập kích bằng máy bay không người lái uav gần như hàng ngày giới chức nga cáo buộc ukraine đứng sau các vụ tấn công Nga tuyên bố đánh chặn phần lớn đòn tập kích, song thừa nhận Ben hứng chịu nhiều tàn phá và thương vong. Trên tiền tuyến, quân đội Nga đang đẩy lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi các vị trí quân sự theo các hướng khác nhau. Ngày 6 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận Nga đã kiểm soát hoàn toàn hai ngôi làng ở các hướng khác nhau, bao gồm Soloviovo ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Koliarovka ở vùng Kharkov. Khu vực Ocheretino vẫn là mặt trận chính trong cuộc tấn công nhanh chóng của Nga vào Donbass. Sau khi quân đội Nga giành được chỗ đứng và đảm bảo các vị trí xung quanh thị trấn, họ đang nhanh chóng mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Ocheretino, tiến hành các cuộc tấn công theo nhiều hướng khác nhau. Ở phía bắc thị trấn, làng Soloviovo nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Nga. Điều này đã được Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận trong cuộc họp giao ban hàng ngày vào mùng 6 tháng 5. Theo báo cáo từ mặt trận, Soloviovo đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga vào tháng 4, nhưng lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục nỗ lực phản công, và đến hiện tại thì họ đã hoàn toàn bị quân đội Nga đẩy khỏi Soloviovo. Sự tiến quân nhanh chóng trong khu vực chính là nhờ chiến thắng của Nga ở Ocheretino, quyền kiểm soát hoàn toàn được tuyên bố chính thức vào ngày 5 tháng 5 nằm trên những ngọn đồi, thị trấn đóng vai trò là một thành trì quan trọng, cho phép chiếm giữ một số khu định cư xung quanh nó dưới sự kiểm soát hỏa lực chặt chẽ. Minh chứng là các thành trì của Ukraine trong khu vực bắt đầu lần lượt thất thủ. Chẳng hạn, Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Novo Bakhmutovka nằm gần đó. Được biết, Soloviovo nằm gần trung tâm hậu cần quan trọng Oteretino, ngôi làng mà Nga giành quyền kiểm soát vừa qua. Blogger quân sự người Nga Boris Rogin gợi ý rằng trong vài ngày tới, Moscow có thể công bố việc giành được Kislovka, một ngôi làng gần Kotliarovka, cũng như một số khu định cư tiền tuyến khác ở Donbass. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đã báo cáo về sự hiện diện của lực lượng Nga ở Kislovka. Những thắng lợi mới ở khu vực Kharkov và Donetsk được ghi nhận sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi tháng 4 cho biết lực lượng Moscow đang kiểm soát được tình hình chiến trường và dần mở rộng địa bàn của mình. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Economist hồi đầu tháng 5, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine Vadim Skibitsky cho biết, ông tin rằng Nga sẽ tiếp tục tấn công ở Donbass, đồng thời lưu ý rằng Kiev đang gặp khó khăn trong việc chống trả do thiếu vũ khí. Ông nói, Họ luôn biết tháng 4 và tháng 5 sẽ là khoảng thời gian khó khăn đối với chúng tôi, ám chỉ sự chậm trễ trong hỗ trợ của phương Tây. Theo nhà phân tích quân sự người Anh Alexander Mekoris nói trong một blog video cung cấp những thông tin chi tiết về hoạt động chiến sự ở Ukraine, tình hình rất khó khăn đang diễn ra đối với lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi quân đội Nga đang giành được những thắng lợi liên tiếp trên chiến trường hiện tại ở khu vực xung đột ở ukraine lực lượng vũ trang nga đã tăng cường các hành động tấn công và liên tục gây áp lực lên các thành phố và làng mạc quan trọng ở donetsk trong những tuần gần đây lực lượng nga đã có thể tiến lên theo một số hướng vượt qua các khu vực phòng thủ của ukraine điều này dẫn đến việc lực lượng ukraine liên tiếp rời bỏ các ngôi làng tiền tuyến ví dụ như các ngôi làng bedichi và semenovka nằm ở phía bắc adipka và novo ở nam marinka theo chuyên gia anh trong sự kiện được đề cập, ông Zelensky đã trực tiếp ra lệnh cho đại diện của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine và chỉ huy cấp cao của lực lượng Ukraine ổn định chiến tuyến và giữ tất cả các vị trí hiện đang chiếm giữ bằng bất cứ giá nào. Ông Zelensky ra lệnh cho quân đội Ukraine chung sống với lực lượng Nga trên chiến trường, phớt lờ bình luận rằng điều này sẽ dẫn đến tổn thất nhân sự vô nghĩa. Theo giới phân tích, thực chất mệnh lệnh của ông Zelensky là buộc quân đội không được rút quân để tạo ra giới tuyến rõ ràng giữa hai bên, buộc họ phải giữ nguyên tình trạng ra báo trên chiến trường, tức là lực lượng Nga và Ukraine sẽ đan sen, cài răng lược với nhau. Về bản chất, điều này cũng có lợi cho Ukraine bởi quân đội Nga khó sử dụng hỏa lực lớn để tấn công, nhưng cũng gây bất lợi cho Ukraine bởi họ sẽ khó thay quân hoặc bổ sung nhân lực, trang bị chiến đấu. Ở diễn biến khác, lực lượng Nga đã giành được nhiều bước tiến hơn ở ít nhất là 3 địa điểm dọc theo mặt trận phía đông Ukraine. Trong đó lần đầu tiên Moscow giành được bước tiến ở khu vực phía Bắc Kharkov những bước tiến về mặt chiến thuật của Nga hiện diễn ra hàng ngày và phản ánh nhịp độ mới trên chiến trường Ukraine kể từ khi thành phố công nghiệp Adipka thất thủ vào tháng 2. Theo CNN, những bước tiến mà lực lượng Nga đạt được nhìn chung vẫn khiêm tốn, từ vài trăm mét lãnh thổ cho đến nhiều nhất là một km, nhưng thường diễn ra ở nhiều địa điểm cùng một lúc. Tướng hàng đầu của Kiev thừa nhận lực lượng Nga tiếp tục tiến xa hơn về phía tây từ Donetsk, buộc các đơn vị Ukraine phải rút lui khỏi ba ngôi làng nữa trước các cuộc tấn công dữ dội của nhiều lữ đoàn quân đội Ukraine đã rút lui khỏi các làng Berichi và semi Onopka về phía tây bắc Adipka và từ Novo Mikhailovka về phía tây nam Donetsk. Ông Sisky nói thêm rằng quân đội Ukraine muốn bảo toàn tính mạng và sức khỏe của lực lượng phòng vệ. Những cuộc giao tranh ác liệt nhất đã diễn ra ở phía nam Ivanivsky, nơi Ukraine tiến hành hàng loạt cuộc phản công với mục tiêu làm gián đoạn những nỗ lực tấn công của Nga ở thị trấn pháo đài Chasovya. Để đạt được mục tiêu này, Ukraine phải tiến hành chia cắt các lực lượng của Nga bằng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV. Hiện nay, Kiev đang thiếu nghiêm trọng đạn pháo, nên họ đã thay thế các nhiệm vụ sử dụng pháo bằng các cuộc tấn công UAV cảm tử. Nhiều hoạt động của các đơn vị UAV dọc sườn phía Nam, Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga. Theo phía Kiev, hoạt động của các FPV dày đặc tới nỗi, quân đội Nga phải trú ẩn trong các hầm hào dọc giới tuyến. Bất kỳ binh sĩ Nga hay các trang thiết bị nào xuất hiện bên ngoài đều nhanh chóng bị phát hiện và trở thành mục tiêu, thậm chí trước cả khi họ tới gần giới tuyến. Ukraine đã nhận ra lợi thế của việc tăng cường sử dụng FPV trên chiến trường khi chúng cho phép họ giành thế chủ động và tiến hành phản công. Kỳ ép quyết định tập trung các UAV cảm tử nhắm vào các vị trí của Nga ở Ivanivsk và Klitschivka để làm gián đoạn nguồn lực chi viện cho các lực lượng của Moscow. Quân đội Ukraine đang cố gắng thu hút sự chú ý của Nga trên mặt trận này để ngăn cản Moscow tạo thêm đột phá cũng như hạn chế cường độ tấn công của họ vào Chasovnya. Các chỉ huy của Nga hiểu rõ các chiến dịch xa hơn về sườn phía bắc chỉ có thể thực hiện được bằng cách đảm bảo các vị trí ở sườn phía nam gần Ivanivske và Klishchiivka. Mục tiêu của Nga là bao vây Chasovnya từ hai phía và điều này chỉ khả thi bằng cách mở rộng khu vực kiểm soát về phía nam thị trấn. Nga đã tập trung số lượng lớn lực lượng ở Bangbut để triển khai thêm ở sườn phía nam. Các lực lượng thuộc sư đoàn súng trường cơ giới 60, lữ đoàn súng trường cơ giới 88 và lữ đoàn tấn công đường không số 83 đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công ở phía bắc Klishchiivka. Nga đang nỗ lực tiến công theo hướng này, song chưa đạt kết quả khi Ukraine cố gắng khai thác lợi thế về UAV để tấn công các vị trí khai hỏa của Moscow việc Nga tập trung vào sườn nam Ivanivsky sẽ chuyển hướng phần nào sự chú ý khỏi Chasovya để tạo điều kiện cho Ukraine tăng cường phòng tuyến. Hiện nay, quân đội Nga đang tiếp tục thúc đẩy lợi thế của mình ở phía đông Ukraine, trong khi các lực lượng của Kiev chờ gói hỗ trợ quân sự mới từ Mỹ. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington, các lực lượng của Nga đã đạt được bước tiến chiến thuật đáng chú ý ở tây bắc Adipka gần Akhansky thuộc khu vực Donetsk vào đêm ngày mùng 3, dạng sáng ngày mùng 4 tháng 5. ISV kép cho hay các lực lượng của Ukraine có lẽ đã quyết định đổi không gian lấy thời gian khi chờ đợi sự hỗ trợ của Mỹ tới tiền tuyến với quy mô lớn trong thời gian tới. Đây là một quyết định phù hợp với lực lượng chưa có đủ nguồn lực đang đối mặt với rủi ro bị đánh tạt sườn. Bộ Quốc phòng Nga gần đây cho biết các lực lượng của nước này đã giành được thị trấn Ocheretino ở Donetsk. Ukraine chưa bình luận về thông báo trên. Trong khi đó, tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, tướng lục quân Mỹ Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu cho biết, quân đội Nga hiện đã lớn hơn khoảng 15% so với thời điểm họ tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine. Ông Cavoli nói, tính nghiêm trọng của thời điểm này không hề bị nói quá. Nếu chúng ta không tiếp tục hỗ trợ, Ukraine có thể sẽ thua. Giữa bối cảnh gói hỗ trợ vũ khí của Mỹ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ mới được thông qua gần đây sẽ đến Ukraine theo từng giai đoạn sau nhiều tháng bị trì hoãn, các lực lượng của Nga đang tìm cách tận dụng lợi thế về lực lượng và pháo để giành thêm lãnh thổ. Động thái này diễn ra sau khi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky thừa nhận rằng gần đây tình hình trên tiền tuyến ngày càng tồi tệ. Ông Naza Volosin, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến lược Ukraine ở miền Đông cho biết trên truyền hình quốc gia rằng đối phương đang cố gắng giành thế chủ động và xuyên thủng phòng tuyến của chúng tôi. Ông Volosin nói, họ đang chủ động tấn công dọc tiền tuyến và tại một vài hướng, họ đã đạt được những tiến triển chiến thuật nhất định, tình hình đang thay đổi mạnh mẽ. Theo đó, các lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành các cuộc tấn công dữ dội ở nhiều khu vực tại mặt trận phía đông, bao trùm phần lớn vùng Donetsk sau khi chiếm được thành phố Adivka vào tháng 2. Quân đội Ukraine báo cáo rằng lực lượng Moscow đang tập trung nỗ lực gần Chasovja khu vực mà họ coi là rất quan trọng để tiến tới chuỗi đô thị lớn tạo thành vành đai phòng thủ cuối cùng của Kiev ở Kostiantynovka, Kramatorsk và Sloviansk. Tướng Sisly cho biết ông đã dành hai ngày làm việc với các đơn vị được triển khai ở miền đông Ukraine ở khu vực Pokrovs và Kurakhov, mà ông gọi là hướng tấn công chính của Nga. Vị tướng nói lực lượng tấn công chính của đối phương tập trung ở đây với nỗ lực xuyên thủng hàng phòng ngự của quân chúng tôi và sau khi vượt qua thành công họ sẽ tiến tới các thành phố Kurakhov và Pokrovs. Theo người đứng đầu quân đội Ukraine, trong tình trạng thua kém về số lượng binh sĩ và vũ khí, lực lượng Kiev đang phải đối mặt với các cuộc tấn công hàng ngày của quân đội Nga. Chia sẻ trên Facebook, tướng Sisky cho biết đối phương tấn công các vị trí của chúng ta hàng ngày. Họ có lợi thế về quân số, vũ khí, quân trang. Nhiệm vụ của chúng ta trong tình hình hiện tại là giữ vững phòng tuyến, vị trí và gây tổn thất tối đa cho đối phương bằng hỏa lực pháo binh vũ khí không người lái và mọi phương tiện khác, từ đó làm gián đoạn kế hoạch của đối phương và dành thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng dự bị. Tướng Siský nói thêm rằng ông đã làm việc với các chỉ huy và đưa ra các quy định cần thiết để tăng cường phòng thủ bằng nguồn dự trữ, phân bổ thêm tên lửa, đạn dược, tác chiến điện tử và máy bay không người lái. Cũng trong chuyến thăm, ông đã trao huân chương cho những binh sĩ có thành tích xuất sắc nhân ngày bộ binh kênh truyền hình tin tức 24 trên 7 LCI của Pháp dẫn lời đại tá Pháp Alexander Vautrever cho biết Pháp có thể sẽ sớm đưa 5.000 đến 6.000 binh sĩ, tương đương một lữ đoàn tới Ukraine trong thời gian tới. Tuy nhiên, Paris chỉ có thể điều được tối đa hai lữ đoàn tới hỗ trợ Kiev. Số binh sĩ này cũng khó có thể đặt dưới sự chỉ huy của quân đội Ukraine, bởi họ đang hoạt động dưới sự điều phối chung của NATO và chỉ báo cáo với các chính ủy quân sự của Liên minh. Trước đó, tờ Asian Times đã đăng tải bài viết của cựu trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Stephen Bryan cho biết, Paris đã đưa 100 binh sĩ, nhóm quân đầu tiên thuộc quân đoàn nước ngoài của Pháp, tới hỗ trợ lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 của Ukraine ở thành phố Slavian, vùng Donetsk. Các binh sĩ này có chuyên môn cao về pháo binh và giám sát. Việc Pháp đưa binh sĩ trực tiếp tới Slavian, thành phố thuộc miền đông Ukraine và là khu vực trên tuyến đầu của cuộc xung đột, đã biến động thái của Paris trở thành một cuộc đối đầu trực diện với Nga. Trả lời phỏng vấn trang tin News.ru, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Alexei Zuraplev cho biết, ngay cả trước khi cựu trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Stephen Bryan công bố thông tin qua bài viết trên Asia Times, Nga đã biết Pháp đang bí mật điều binh sĩ tới Ukraine để tham gia vào các trận chiến chống lại Nga. Theo ông Zuraplev, những binh sĩ này được Nga coi là lính tư nhân sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga tại Ukraine và đã có những cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao được tiến hành. Đối với đội quân 100 binh sĩ Pháp vừa tới Ukraine, tờ Russkaya Gazeta Nga cho biết lực lượng này đã có cuộc giao tranh trực diện với quân đội Nga tại một khu rừng trên các lối tiếp cận phía nam của Chasovka. Kết quả, nhóm của Pháp thiệt hại 7 người. Ngoài ra, khi đề cập tới tương quan lực lượng giữa hai phía, Đại tá Pháp Alexander Vouchavers thừa nhận, dù Paris có đưa hai lữ đoàn tới hỗ trợ Kiev thì so với quy mô và sức mạnh của quân đội Nga hiện nay, số binh sĩ này của Pháp chỉ là muối bỏ biển. Ông Vô vừa nói, tin xấu là lực lượng này hoàn toàn không đủ sức đối đầu với đội quân nửa triệu người của Nga. Những gì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang thể hiện như hình ảnh võ sĩ đấm bốc cho thấy thay đổi khác hẳn so với trước đây. Về viện trợ vũ khí, Paris thua Berlin, nhưng ngay cả khi nguồn hỗ trợ từ Mỹ cũng chững lại, ông Macron tuyên bố có thể đưa bộ binh đến Ukraine tùy thuộc vào diễn biến tình hình. Trái ngược với quân đội Đức, các lực lượng vũ trang Pháp có thể tiến hành chiến tranh mà không cần đối tác trong tổ chức hiệp ước bắc tại Tây Dương NATO nào khác, nhưng với quy mô hạn chế. Hãng tin Reuters ngày 6 tháng 5 cho biết, Nga sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự bao gồm hạng mục thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận này được Tổng thống Vladimir Putin phát lệnh để kiểm tra mức độ sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân phi chiến lược trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Bộ này cũng cho biết cuộc tập trận nhằm mục đích đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Nga, cũng như đáp lại những tuyên bố thách thức và những lời đe dọa của một số quan chức phương Tây nhằm Nga. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, quân đội và các cơ quan liên quan của Nga đang xác minh các báo cáo về việc triển khai binh sĩ của Pháp tại Ukraine. Nga sẽ đáp trả việc quân đội phương Tây có thể tiến vào Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên kênh Telegram ngày 6 tháng 5. Theo ông Medvedev, động thái này của phương Tây sẽ dẫn đến thảm họa toàn cầu. Chính trị gia Nga cảnh báo, gửi binh sĩ đến lãnh thổ Ukraine. Ukraine sẽ trực tiếp cuốn đất nước các ông vào chiến tranh và Nga sẽ đáp trả. Trong trường hợp này, bất luận là đồ Capitol, Điện Elysee hay số 10 phố Downing đều sẽ không thoát khỏi. Một thảm họa toàn cầu sẽ giáng xuống. Trước đó, Tổng thống Macron nói rằng không loại trừ khả năng đưa binh sĩ sang Ukraine và mới đây lặp lại ý kiến này, cho rằng vấn đề sẽ được các nước phương Tây cân nhắc nếu Ukraine đưa ra đề nghị và nếu Nga phá vỡ tiền tuyến. Ông Macron nói rằng việc phương Tây điều binh sĩ đến Ukraine sẽ là hợp pháp nếu Ukraine đề nghị và Nga đột phá phòng tuyến của Ukraine. Nhiều thành viên NATO tại châu Âu đã phản đối ý tưởng này, cảnh báo việc đưa binh sĩ sang Ukraine có thể dẫn đến thế chiến 3. Mới nhất, ông Hakeem Jeffrey, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ, nói không loại trừ khả năng đưa binh sĩ Mỹ sang Ukraine nếu Kiev thất bại. Ông Jeffries nói trong cuộc phỏng vấn với đài CBS được phát sóng ngày 5 tháng 5. Chúng ta không thể để Ukraine sụp đổ, bởi vì nếu điều đó xảy ra, nhiều khả năng Mỹ sẽ phải đưa vào xung đột không chỉ là tiền bạc mà còn cả những quân nhân của chúng ta. Hãng TASS ngày 6 tháng 5 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét thông tin Pháp đã gửi 1.500 binh sĩ đến hỗ trợ lực lượng Ukraine ở khu vực Slavyansk, vùng Donetsk. Trước đó, truyền thông dẫn lời cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Brian nói rằng Pháp đã điều 1.500 binh sĩ đến hỗ trợ Ukraine Reuters ngày 6 tháng 5 đưa tin, Bộ Ngoại giao Pháp phủ nhận việc gửi binh sĩ đến Ukraine, bác bỏ các thông tin liên quan là một chiến dịch thông tin sai lệch. Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh, không, Pháp không gửi binh sĩ đến Ukraine.